Thời gian gần đây, dân mạng liên tục soi ra loạt bằng chứng Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đang bí mật hẹn hò. Mặc dù vướng tin đồn, Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. Tuy hạn chế thân mật, nhưng cả hai thường lộ những dấu vết chung. Cho đến mới đây, Hoàng Thùy Linh và người tình tin đồn lại tiếp tục bị lộ những hình ảnh sánh đôi và hẹn hò bên nhau. Khác với những lần trước, thay vì dùng khẩu trang che mặt hoặc lựa những địa điểm vắng người, thì Gil Lê và Hoàng Thùy Linh lại cực thoải mái, công khai xuất hiện, trò chuyện thân mật tại một quán cà phê khá đông đúc. Có thể thấy cả hai đã tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi và cùng nhau ngắm nhìn đường phố đầy tình cảm. Động thái thoải mái bên nhau của Gil Lê và Hoàng Thùy Linh khiến dân tình dần dần mong chờ ngày được chúc phúc cho cặp đôi đẹp của Vbiz. Không biết là có ai giống như Thúy Quỳnh không, chứ thật sự bây giờ là Quỳnh đang rất mong chờ cả hai chính thức lên tiếng về mối quan hệ bấy lâu nay. Chứ cứ úp úp mở mở như thế này khiến cho dân tình đau tim mà chết mất. Bạn có đồng ý với Quỳnh không? Hãy để lại phần bình luận của mình ở phía dưới nhé.